cùng mình đi làm những điều ý nghĩa trong ngày quốc tế phụ nữ nha. Let's go. Để có được một con đường xanh sạch đẹp để cho các bạn đi chơi ngày lễ, thì đâu đó có những tấm lưng phải gồng lên giữa trời mưa trời nắng để nhặt từng miếng gác ở trong ống cống. Dạ con sẵn cô. Dạ con sẽ phụ nữ như vậy nha cô. Mệt không cô? Dạ. Mệt không cô? Dạ chứ. Sao chở nặng quá? Dạ, tặng cô đó hoa. Ôi, cảm ơn. Dạ. Chúc cô quốc tế phụ nữ ấm áp. Bán chuối cô ơi. Bán chuối cô ơi. Biết ngày mai ngày gì không? Ngày gì? Ngày quốc tế phụ nữ. Có ai tặng quà chưa? Chưa, dạ, cô lại đi cái bàn. Con tặng cô. Yeah, lạnh quá, năng lực của mình chỉ tới đây thôi. Cho nên là các bạn phụ mình bằng cách tặng cho những người xung quanh nha. Cảm ơn các bạn. See ya.